Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại Hạ Long Bay, thành phố Hạ Long, và trước mặt quý bà con cô bác là cái cáp treo Nữ Hoàng. Du khách có thể đi du lịch ở Hạ Long thì đi trên những cáp treo này. Đấy. Bây giờ Minh Toàn sẽ đi vào trong khu này, Minh Toàn sẽ quay một số cái hình ảnh về Hạ Long Bay để gửi đến quý bà con cô bác nhé. Mình thưa quý bà con, cái cáp treo này là đi từ bên Hòn Gai đi sang bên Bãi Cháy. Wow, có em gái Tây xinh đẹp quá. Đây, rất là xinh đẹp luôn. Người ta gọi cái cáp treo này là cáp treo Nữ Hoàng ấy, cứ bà con cô bác ạ. Đấy, mình toàn nghe nói thế. Đây là một số cái ngôi nhà cổ, gọi là cái phố cổ của Hạ Long Bay. Ở đây bây giờ mình toàn xin vào đây để vào Hạ Long Bay. Mến thưa quý bà con, trong này thì hôm nay thì cá nhân mình toàn thấy là trong này có rất là nhiều du khách về với Hạ Long Bay. Đây, lượng xe máy cũng như là xe ô tô, xe khách về với Hạ Long rất là nhiều ngày hôm nay. Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Mình toàn đang đứng ở trong Hạ Long Park, và đây là trước cái cổng mà chúng ta vào cái khu vui chơi giải trí của Hạ Long Park. Ở đây thì khi chúng ta vào thì chúng ta mua vé ở vào Hạ Long Park, và nếu mà vào cái mùa này thì ra vé nó cũng rẻ thôi, nó chỉ khoảng 50.000 đồng một người thôi. Còn vào mùa du lịch thì là giá vé nó sẽ khác đi quý bà con của bác ạ. Và đây là cái cổng vào khu vui chơi này. Minh Toàn xin phép là không vào trong cái khu này, để Minh Toàn sẽ quay lại một số cái video ở trong cái khu vui chơi này gửi đến quý bà con của bác riêng. Và hôm nay mình toàn sẽ đi một vòng quanh cái khu ở trong cái khu Hạ Long Park này để gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về Hạ Long Park. Đây,
Đây, hôm nay cũng không phải là mùa du lịch nhưng lượng khách về Hạ Long Park cũng khá là đông quý bà con ạ. Em ơi, cho anh hỏi vé vào trong này là bao nhiêu tiền em nhỉ? Vâng, cảm ơn anh. Minh Toàn cũng vừa thấy một em cầm tờ vé, em rất xinh đẹp, em cầm tờ vé và Minh Toàn cũng hỏi để gửi thông tin đến quý bà con cô bác. Nhưng mà vé ở đây thì quý bà con cô bác em đấy em không biết, còn đây là giá vé, một số cái giá vé của bà con ạ. Đây, đến 31 tháng 12 năm 2018 là giá vé là 50.000 đồng trên một vé. Đấy, chỉ 50.000 đồng thôi. Và đây, đến thưa quý bà con, đây là những quầy bán vé. Thời gian hoạt động của Hạ Long Park từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018 về công viên Hạ Long Park và cáp treo Nữ Hoàng. Thì thứ hai đến thứ sáu là 14 giờ đến 22 giờ và thứ bảy chủ nhật là 9 giờ cho đến 22 giờ. Công viên rồng là 14 giờ cho đến 19 giờ vào thứ hai thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật là 9 giờ đến 19 giờ. Và khi mà chúng ta về với Hạ Long Park thì chúng ta cũng có thể vào đây để chúng ta mua những cái tấm vé như thế để chúng ta vào cổng. Trẻ em dưới 100 cm là miễn phí quý bà con nhé. Còn người lớn từ 130 cm trở lên là phải mua vé rồi. Đấy, quý bà con cô bác trong này cũng rất là đẹp, thu hút các cái gia đình đưa các em nhỏ đi chơi như thế này. Đây là cái vòi phun nước, dàn phun nước tự động. Đây là cái cổng chúng ta đi vào và chúng ta đi ra chứ các con. Và bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con cô bác chúng ta đi một vòng ở xung quanh ở trong này nhé. Đây, nên thưa quý bà con, đây là biểu tượng của về Hạ Long là rồng, 5 con rồng. Và